liên quan đến một hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU. Trong một ý kiến chuyên gia hôm nay, chúng tôi mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi ngắn giữa FPNC với ông Frank Jessen, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Ông sẽ nói về cơ hội đưa hàng hóa Việt Nam sang thị trường châu Âu sau khi hiệp định có hiệu lực, cũng như việc các doanh nghiệp Việt Nam phải chuẩn bị gì để tận dụng các ưu đãi thuế quan. Thưa ngài, xin được phép hỏi một câu ngắn đầu tiên. Cảm xúc của ngài thế nào khi đàm phán FTA Việt Nam EU vừa được hoàn tất sau hơn 2 năm? Tôi rất hạnh phúc khi việc đàm phán hiệp định được hoàn tất. Đây là một điều tuyệt vời đối với quan hệ của hai phía. Vậy cụ thể hơn, ngài nghĩ mối quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ thay đổi thế nào trong tương lai với FTA này? Tôi cho rằng mối quan hệ hợp tác với những thỏa thuận tốt đẹp đạt được sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là mối quan hệ về giao thương, về đầu tư và nhiều lĩnh vực khác có thể hợp tác trong thời gian tới. Nói về giao thương, tất nhiên có nhiều thuận lợi được tạo ra nhờ các thỏa thuận cắt giảm thuế quan. Tuy nhiên, liệu ta có nên quá lạc quan về những cơ hội này khi vẫn sẽ còn những thách thức đằng sau nó như các thử thách về chất lượng hàng hóa, hàng rào kỹ thuật? Tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp Việt Nam nên nhìn thấy những cơ hội mới được mở ra trên thị trường châu Âu. Họ nên bắt đầu tập trung vào việc nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ví dụ, tôi thấy Việt Nam hiện cũng đã xuất khẩu sản lượng cà phê lớn sang châu Âu, nhưng giá trị vẫn còn tương đối thấp. Doanh nghiệp cần nâng cao thương hiệu của cà phê để nó được giá hơn. Câu chuyện này cũng tương tự với các loại nông sản và hàng hóa khác mà Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu trong thời gian tới. Tôi cũng thấy Việt Nam đang đứng trong một thời điểm nhiều cơ hội khi mà lực lượng lao động trẻ cao, họ tốt nghiệp, làm việc và bắt đầu gây dựng những công ty vừa và nhỏ. Điều này tạo ra những cơ hội tuyệt vời cho nền kinh tế, vì những ý tưởng mới mẻ và hay thường đến từ những người trẻ. Cụ thể, có ý kiến cho rằng, sau khi FTA có hiệu lực, khi hàng hóa Việt Nam có cơ hội sang EU nhiều hơn, thì đó cũng là lúc các vụ kiện chống bán phá giá từ các nước EU với hàng hóa Việt Nam sẽ tăng lên. Ông nghĩ sao về điều này? Tôi không nghĩ là như vậy. Tôi nghĩ càng nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu thì lại càng ít hơn các nguy cơ về kiện tụng chống bán phá giá. Chúng tôi cũng đã có những thảo luận với Việt Nam về các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang, và tôi không mong là vấn đề này có thể gia tăng trong thời gian tới. Ngài có thể chia sẻ một lời khuyên ngắn dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đang mong muốn tận dụng những cơ hội do FTA này tạo ra. Những gì mà các doanh nghiệp Việt Nam nên làm để nâng cao hiệu quả kinh tế cho chính mình từ hiệp định này là phải chú ý gia tăng chất lượng của sản phẩm, trang bị kiến thức tốt hơn về thị trường châu Âu, bên cạnh những biện pháp mà họ đã và đang làm để tiếp tục phát huy những thành công mà mình đã có khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trong tương lai, cứ sau mỗi năm, sẽ có thêm càng nhiều cơ hội đến với doanh nghiệp Việt Nam nhờ FTA này, và bằng cách đó, họ có thể nắm bắt được nó. Xin cảm ơn ngài về cuộc phỏng vấn này.